Divara Ayachata Sante Thasattap Barachap Khachatika Đệ Sê Tù Thâm Măng Hà Nư Căm Bi Măng Ba Chăng Sattham Ma Phê Điên Vì Na Dánh Cha Ca Dân Sua Tanh Cha Băng Thăng A Phi Thâm Mã Châm Măng A Cô Ta Danh Tô Ta Tu Sát Cha Đăng Đăng Ba Bơ Tha Nay Dê Bà Đi Sa Dạ Mạch Chê Ê Quang Sa Hâm Bà Trì Sâm Ma Bà Gà Quanh Tăng A Gia Cha Tha Tuấn Hy Pha Quê Na Tăng Mua Thơ Cà Ruồn Nhê Na Thì Qua Sa Gia Tán Ha Vua Tha Gia Bà Nê Na Mì Gà Đa Văn Tà Tô Gà Tô Bạn cha quát cha đa giờ nay dê à măng ba dê si thầm ma tô ta tô ba phu tì sam bu thô à nu na thầm ma đê sa năng ma ga quát sa ni đê sê si sa ta năn át tha sik tha căng Tại na sa thu ai giờ phân tế tại sa tu thấm mà đề sa năng sa pa di ta ba đề sa gia anu cầm bấm bị ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đằng nhờ ánh sáng a trổ hoa lành đai tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu thấp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết đồng ở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày giờ chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đã mưa lành rơi khắp thế gian a bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí vẹn toàn Nam Mô Bụt Tha Giá Dạ này Đức Pháp Tính đã có trước máy chưa bạch sư? Nếu chưa có trước máy sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bụt Tha Giá Dạ đồng hồ con đã quá một phút rồi. Dạ sư có về trước máy chưa bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Sư chưa về trước giá xa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, thành kính đảnh lễ, cung thỉnh đại đức Pháp Tính, từ bi hoan hỷ, đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ như kỳ rồi sư nói là kỳ này mình học tới tứ oai nghi, và nếu con có sai thì sư chỉ dạy cho chúng con, để chúng con sửa lại phần nơ. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đến lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Bụt Tha. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần
niệm thân. Ở trong cái phần niệm thân này đó, chúng ta học về tướng hoài nghi. Tại vì ở trong niệm thân chúng ta có rất là nhiều cái mục, có rất là nhiều cái đề tài của chúng ta tu tập. Ngày nay chúng ta học từ phần từ phần. Hôm nay là niệm thân mà còn tướng hoài nghi. Vậy thì trước khi bắt đầu vào cái thời thuyết giảng, tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhavantang apivademe sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassanathang vadamuttamahang buddhang chappamang chappadnamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần tu tập về tứ hoài nghi. Tứ hoài nghi này đó thì thật ra đối với chúng ta một cái việc, một cái người mà chúng ta đang đi hoặc là đang đứng hoặc là đang ngồi hoặc là đang nằm, thì thật sự ra ai người ta cũng biết hết. Ai người ta cũng biết mình đang đứng ngồi nằm gì, ai cũng biết hết. Nhưng mà tại sao mà chúng ta phải học hoặc là chúng ta phải tu tập, mà cái điều này đó không phải là tự nhiên mà chúng ta đặt ra, bởi vì mà cái tu tập về tứ hoài nghi này là do Đức Phật ngài đã giảng dạy cho các vị tỷ kheo nghe. Ở trong cái câu Phật ngôn Đức Phật nói là: này các tỷ kheo, khi đang đi vị tỷ kheo tuệ tri ta đang đi, khi đang đứng vị tỷ kheo tuệ tri ta đang đứng, khi đang ngồi vị tỷ kheo tuệ tri ta đang ngồi, khi đang nằm vị tỷ kheo tuệ tri ta đang nằm. Hai thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri như thế ấy. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghiêng người hoặc là ở trong những cái tiểu quan nghi đó thì chúng ta cũng tuệ tri. Tuệ tri ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là mình biết rõ, mình biết rõ. Vậy thì ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó, ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó, chúng ta đi đứng nằm ngồi đó, chúng ta biết quý vị, chúng ta biết hết. Nhưng mà tại sao chúng ta không có đắc được đạo quả, hoặc là chúng ta không có phát triển được một cái trí tuệ gì hết? Là tại sao? Tại vì trong những cái quan nghi đó chúng ta biết với một cái bình thường, biết với một cái bình thường thôi, thành ra đó chúng ta không có làm cho nó rơi rụng được những cái tà kiến, hoặc là chúng ta không có làm nó rơi rụng về những cái tự ngã, hoặc là những cái sự mà tưởng sai lầm về một cái tự ngã. Thì chính như vậy đó mà chúng ta không có đắc được đạo quả hay là thiền định gì hết. Vậy thì cái sự tu tập đó, về tứ quan nghi này đó là được đề cập ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Vậy thì nếu mà có nhiều lúc đó, mình nói ra đó, thì người ta cho rằng là mình có cái sự mà cũng như là tự hào hoặc là tự cao. Chứ quý vị biết á, khi mà mình muốn tu tập về tứ quan nghi này nè, mình muốn tu tập về tứ quan nghi này là quý vị phải biết biết qua cái trình độ của vi diệu pháp, có nghĩa là ít nhất là chúng ta cũng phải biết được tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn thì chúng ta mới tu tập được. Có những người ta hỏi là vậy thì ngày xưa đó có những vị tỳ kheo đó không có tu tập
cũng như là không có học về quy y pháp, mà sau cái vị đó cũng đắc đạo quả được, thì những cái trường hợp đó quý vị biết đó, là do những cái vị đó là có những cái pháp độ, có nghĩa là đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ rồi, thành ra đó bây giờ chỉ nghe Đức Phật giảng dạy, vị tỷ kheo đang đi tuệ tri biết mình đang đi, hoặc là vị tỷ kheo đắp y biết mình đắp y tăng già lê, mang bát biết mình mang bát, thì cái vị đó chỉ nghe như vậy và chú tâm như vậy thôi, thì cái vị đó đã đắc được đạo quả rồi, là do ở trong quá khứ đã từng tu tập, đã từng có những cái kiến thức đó rồi. Quý vị thấy rằng cũng như là 500 con dơ mà ở trong thời quá khứ chỉ đậu ở trên cái mái chùa, ở trên cái vách của cái tịnh xá, cái tinh xá đó, mà nghe những cái vị tỳ kheo tụng đọc về vi diệu pháp, mà với một cái tâm thành kính biết đó là những cái câu Phật ngôn, thành ra đó sau này khi mà thân hoại mạng chung đó, 500 con dơ đó sanh lên cõi trời, cứ luân chuyển giữa hai cõi trời và người, rồi cuối cùng đến thờ Đức Phật Thích Ca, là Đức Phật Gotama mình đó, thì 500 vị đó đều tái sanh xuống là 500 thanh niên cùng đi xuất gia chung với nhau, và cuối cùng đã theo ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, để mà học và tu tập, cuối cùng chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thành ra quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có một cái nhân duyên, cái gì nó cũng có một cái nhân duyên ở trong quá khứ, rồi cái nhân duyên ở trong hiện tại này, thì do hai cái nhân duyên đó nó cộng lại thì mình mới có khả năng để mà đắc được đạo quả. Vậy thì tại sao mà chúng tôi đề cập đến cái trường hợp mà mình tu tập về tứ quan nghi đó, mình phải phải biết về vi diệu pháp, quý vị. Chúng ta phải biết về vi diệu pháp đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới quán xét, chúng ta mới hiểu được tại sao mà nó hình thành cái đi, tại sao mà nó hình thành cái ngồi, tại sao mà nó hình thành cái đứng, hoặc là tại sao mà nó hình thành đó. Thì ở đây trước tiên chúng ta là ở đây là cái gì, sẽ sanh sắc pháp, nhớ cái điều này là cái điều quan trọng. Quý vị thấy sắc pháp nó không có sanh tâm được, nhưng mà tâm thì sanh ra sắc pháp được. Quý vị thấy rằng có bây giờ chúng ta với một cái tư tưởng, với một cái tâm tư của chúng ta nó quan hỷ, cái sắc của chúng ta tự nhiên cái nét mặt của chúng ta người ta nhìn vô người ta biết là trong trường hợp đó gọi là tâm mà nó sanh sắc pháp. Hoặc là có những lúc tâm của chúng ta bị những cái phiền não nó chi phối, thì quý vị thấy rằng mình chỉ cần mà người ta nhìn vào thì người ta cũng biết rằng là lúc đó mình đang buồn. Mà tại sao người ta biết? Không phải là người ta biết được cái tâm của mình, nhưng mà người ta nhìn cái sắc mặt của mình người ta biết. Vậy thì tại sao mà chúng tôi nói ra cái điều này? Đầu tiên quý vị, chúng ta nên nhớ rằng là tâm nó sanh sắc pháp, mà ở trong sắc pháp đó quý vị nhớ là luôn luôn bất cứ một cái bọn sắc gì nó sanh thì ở trong đó cũng có tám sắc bất ly. Cái tám sắc bất ly đối với cái phương pháp tu tập thiền quán nó rất là quan trọng. Thành ra đó chúng ta phải nhớ đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và chất ô chát, có nghĩa là cái dưỡng tố đó. Thành ra chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhớ, luôn luôn chúng ta phải nhớ tám cái sắc bất ly này. Vậy thì khi mà tâm sanh sắc pháp có nghĩa là như thế nào? Tâm của chúng ta khi mà chúng ta khởi lên mà mình muốn đi, hoặc là mình đang đứng mà mình muốn ngồi, vậy thì lúc đó sắc pháp nó sanh lên. Thì cái bọn sắc nào nó sanh lên cũng vậy, nó đều có tám sắc bất ly ở trong đó. Vậy thì chúng ta thấy ở trong tám sắc bất ly này là lúc này là khi mà cái quay nghi của chúng ta thay đổi, thì cái chất nào mà nó rõ ràng nhất quý vị? Chính là cái chất gió. Chính là cái chất gió.
cái chất gió đó nó phết tán ở trong người của chúng ta, thành ra lúc đó chúng ta mới co người lại được, hoặc là chúng ta mới ngồi xuống được, hoặc là chúng ta mới bước đi tới được. Đó, thành ra đó là coi như là lúc đầu tiên là chúng ta phải biết là tại mình thì đúng rồi, mình có cái ý muốn đi, cái ý muốn đi này đó thì từ đâu, nó phát xuất từ ở trong đâu quý vị? Nó phát xuất từ ở trong tâm của chúng ta, nó phát xuất từ ở trong tâm của chúng ta. Thành ra mà hãy mà nó phát xuất từ ở trong tâm của chúng ta, tâm của chúng ta chỉ cần mà có ý nghĩ vậy thôi, có cái ý nghĩ là mình muốn đi thôi, là những cái bọn sắc pháp này nó sẽ sanh lên. Mà hãy mà những cái bọn sắc pháp này nó sanh lên thì luôn luôn là ở trong cái bọn nào cũng vậy, nó đều có, nó đều có tám cái sắc bất ly này. Mà ở trong tám sắc bất ly này đó thì nó lúc này ở trong những cái quay nghi đó là nó nổi trội nhất, là đối với cái chất gió. Cái chất gió nó sẽ đưa mình tới, hoặc là nó làm cho mình khum người xuống, hoặc là nó làm cho mình từ mình đang ngồi mà mình đứng dậy. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những người á, khi mà tứ đại có nghĩa là đất nước lửa gió mà nó không có hòa với nhau, có nghĩa là cái này nó nổi trội hơn cái kia đó, thành ra có những lúc chúng ta đứng dậy hoặc là chúng ta ngồi xuống hoặc là chúng ta bước đi thì nó sẽ nặng nề, nó sẽ nặng nề. Nhưng mà đối với y học á, thì người ta sẽ nói rằng là do thí dụ như là do máu, do này do kia, nó đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà gom chung lại thì là Đức Phật nói là do tứ đại nó bất hòa, tứ đại nó bất hòa, thành ra đó là coi như là lúc đó chúng ta đi nó cũng nặng nề, hoặc là chúng ta ngồi xuống nó cũng nặng nề. Đó, thành ra ở trong cái phần đầu tiên á, là chúng tôi nói với quý vị là chúng ta tu tập về tứ quay nghi này, trước tiên là chúng ta phải biết, chúng ta phải biết về tám cái sắc bất ly này. Tám cái sắc bất ly này nó sẽ nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, rồi kế tiếp á, là chúng ta hiểu về cái gì quý vị? Có nghĩa là lúc đó đó, cái sự đi của chúng ta đó là do nó có nhiều cái nhân duyên, nó có nhiều cái nhân duyên. Khi mà mình bước tới hoặc là mình ngồi xuống, hoặc là từ ở cái tư thế nằm mà mình đứng dậy, thì những cái điều đó đó là nó do đâu quý vị? Nó do những cái sắc nó hoạt động. Những cái sắc này nó hoạt động. Mà ở trong những cái nhóm sắc này đó thì chúng ta biết rằng là có những cái sắc nó do nghiệp nó sanh, rồi có những cái sắc nó do tâm sanh, rồi có những cái sắc mà nó do thời tiết sanh, có những cái sắc mà nó do vật thực sanh. Thì ở trong cái sự đi đứng nằm ngồi của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng là cái sắc á, mà do tâm nó sanh nhiều. Cái sắc mà do cái tâm mình do tâm nó sanh ra cái sắc đó, cái bọn sắc đó nhiều, thành ra lúc đó chúng ta mới tiến tới, hoặc là chúng ta mới ngồi xuống được. Đó, thì vậy thì kế tiếp á, là chúng ta phải biết được là vậy thì cái sự đi đứng nằm ngồi này á, của mình á, là do nó có đầy đủ nhân duyên, đầy đủ nhân duyên nó mới đi được, hoặc là nó mới ngồi được, nó mới nằm được. Thì cái vị tỷ kheo đó tuệ tri, có nghĩa là biết rõ rằng là có những cái nhân duyên, có đầy đủ nhân duyên, thành ra đó mình mới có cái sự chuyển động đứng đi đứng nằm ngồi. Đó, vậy thì cũng như là quý vị thấy rằng các ngài á, có cái sự giới thiệu đó, các ngài có cái sự mà thí dụ đó, quý vị thấy rằng là tại sao mà chiếc thuyền, nó chuyển động ở trên dòng nước được, là do nhờ có gió nó đẩy đi, hoặc là tại sao mà cái mũi tên mà nó bay được, nó phóng tới được, do nhờ cái sức mạnh của dây cung,
cái dây ở trên cái cung đó đó. Rồi tại sao mà thân này mà nó lao về phía trước hoặc là nó ngồi xuống được, là nó hoàn toàn là nó nhờ cái lực gió nó đẩy đi đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta trước tiên là chúng ta hành thiền trong cái đề tài là tứ oai nghi này, chúng ta hiểu rằng là những cái đó, những cái sự chuyển động đó là do nhờ có nhân duyên. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ bỏ đi được cái tư tưởng là ta đứng hoặc là ta đi rồi này kia. Nếu mà mình thật sự ra đó, mình muốn đi hoặc là mình muốn ngồi xuống, mình muốn nằm xuống, nhưng mà nó không có đủ những cái nhân duyên đó đó, thì sao quý vị? Thì coi như là chúng ta không thể nào chúng ta thực hiện được cái ý niệm đó. Rồi kế tiếp á, khi mà cái vị tỷ kheo mà thấy được cái điều đó rồi á, thì quý vị thấy rằng á, lúc này á, chúng ta sẽ quán tiếp cái gì? Chúng ta quán tiếp được là đối với ở trong cái đi, cái sự đi đứng của mình, nó cũng có ngũ uẩn sanh lên rồi ngũ uẩn diệt đi đó. Thì đối với tâm của mình á, thì chúng ta nhớ là bốn danh uẩn, cái thức uẩn đó, thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Bốn cái này là coi như là không thể nào mà nó vắng mặt với nhau được. Hãy mà một cái nó sanh thì ba cái kia nó sanh lên đó. Vậy thì cái đối với cái sự đi của chúng ta đó, cái thân chuyển động của chúng ta là nó đại diện cho sắc uẩn. Cái thân chuyển động của chúng ta thì nó đại diện cho sắc uẩn. Rồi còn cái ước muốn, cái sự muốn đi, cái tâm ý của chúng ta nó khởi lên, thì ở trong đó là tứ danh uẩn nó sanh lên. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái sự tác ý hoặc là những cái sự suy nghĩ bước đi hoặc là những cái thay đổi quay nghi của chúng ta đó đều có cái ngũ uẩn nó đều sanh khởi ở trong đó đó. Rồi kế tiếp thì mình thấy rằng là mình sẽ biết được cái ngũ uẩn này nó sanh lên á là do đâu quý vị? Do nhiều cái nhân duyên nó hợp lại, nhiều cái nhân duyên nó hợp lại. Rồi khi nào mà nó không còn những cái nhân duyên đó đó thì coi như là ngũ uẩn đó nó không có sanh. Vậy thì kế tiếp thì vậy thì ta thấy rằng là đối với cái câu Phật ngôn á, Đức Phật nói là các pháp hữu vi nó vô thường, khổ, vô ngã. Vậy thì quý vị thấy rằng á, là coi như là những cái sắc mà mình đã quán hoặc là những cái uẩn đó mình đã quán thì mình thấy nó cũng đưa vô ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra lúc đó từ từ chúng ta mới làm rơ rụng được tà kiến, mình mới không có chấp thủ là tôi đi tôi đứng đồ này kia. Mình hiểu được có những cái nhân duyên là cái vị đó quán đó, cũng phải biết được cái sự mà đi đứng nằm ngồi này của mình hoặc là cái thân này đang chuyển động nói chung lại là danh pháp và sắc pháp. Thì cái này là ở đâu có cũng do năm cái nhân ở trong quá khứ vô minh, tham ái, rồi cái sự chấp thủ, rồi hành và nghiệp đó. Vô minh, tham ái, nghiệp và hành đó đó, thành ra cũng do năm cái nhân này mà nó tạo ra mình có cái danh pháp sắc pháp này. Thành ra đó mình mới chuyển động, mình mới có cái danh pháp sắc pháp này, có nghĩa là có cái thân này, chúng ta mới chuyển động nữa đó. Rồi chúng ta chuyển động đó, nếu mà chúng ta để tham sân si nó sanh khởi thì lúc đó thì coi như là năm nhân hiện tại cũng vô minh, tham ái, nghiệp, rồi những cái hành động nó sẽ tạo cái tạo ra cái đời sống ở ở tương lai, có nghĩa là nó ta danh pháp sắc pháp ở trong tương lai nữa. Thành ra đó một cái vị mà tu tập trước tiên mà chúng ta phân biệt được những cái sự chuyển động của thân này, của danh pháp sắc pháp này là do nó có đầy đủ nhân duyên, đầy đủ nhân duyên thành ra nó chuyển động được. Mà những cái nhân duyên này đó thì nó có bền vững không?
nó không bền vững quý vị. À, những cái nhân duyên này đó thì coi như là đến một cái lúc nào đó, à, đến một cái lúc nào đó thì nó hết, à, nó hết cái nhân duyên đó rồi á, à, thì nó không còn, à, cái sự chuyển động nữa đó, thì thành ra Đức Phật mới dạy là như vậy á, cái vị tỷ kheo hay là vị ấy, à, sống quán thân như nội thân, à, hay là sống quán thân như ngoại thân, à, hay là vị ấy, à, sống quán, à, thân, à, như nội ngoại thân. Có nghĩa là quý vị thấy rằng là ở trong tu tập, à, tứ quan nghi đó, à, chúng ta chẳng những chúng ta quán tưởng, à, về nội thân này, à, mà chúng ta cũng phải quán tưởng về cái ngoại thân nữa, à, chứ ở trong chú giải nói á, nếu mà mình quán mà về nội thân mình không á, à, thì coi như là nó cũng không được, mà quán về ngoại thân không á, thì cũng không được, à, chúng ta phải quán, à, cả hai, à, chúng ta phải quán cả hai, à, giữa, à, nội thân, à, và ngoại thân luôn đó. Thì quý vị thấy rồi, à, lúc đó, đó khi mà chúng ta quán như vậy đó, à, làm sao mà, à, chúng ta, à, đắc được, à, đạo quả quý vị, nó cũng phải qua cái, à, qua cái cửa ngõ, à, của tứ đế, à, nó phải qua cái cửa ngõ của tứ đế, thành ra đó lúc đó chúng ta mới nhàm chán, à, qua cái cửa ngõ của tứ đế chúng ta mới nhàm chán đó. Bây giờ quý vị thấy đi đứng nằm ngồi tiểu quay nghi gì đó, à, tiểu quay nghi đi đứng nằm ngồi gì, quý vị thấy những cái đó nó thuộc về gì quý vị? Nó thuộc về gì? Khổ đế. Ở trong tứ đế nó thuộc về khổ đế. À, đó. Mưa lớn quá. Dạ. Mưa. Thành ra đó quý vị thấy rằng á, lúc này á, khi mà chúng ta phân biệt được là những cái nhân duyên rồi đó, bây giờ tiếp theo thì chúng ta phải phân biệt cái gì quý vị? Đối với cái sự đi đứng nằm ngồi này, nó là khổ đế. Một ngày nào đó nữa là chúng ta sẽ đi không được như cái ý nguyện của chúng ta đâu, à, chúng ta không có đi nhanh được, à, hoặc là các cái, à, động tác của chúng ta đó, à, nó không có linh hoạt nữa đó, thì nó toàn là cái sự khổ, à, nó toàn là cái sự khổ đó. Thì lúc này quý vị quán về cái sự khổ được rồi, mà cái sự khổ này á, thì nó nằm ở trong, à, ở trong khổ đế rồi. Vậy thì cái tập đế á, là nó nằm ở đâu quý vị? Tập đế á, là quý vị thấy rằng nó cũng là thuộc về vô minh ái thủ hành nghiệp. Vô minh ái thủ hành nghiệp đó, nó là những cái này nó sẽ đại diện cho, à, cho tập đế đó. Rồi khi nào mà chúng ta, à, khi nào mà chúng ta không còn, à, cái danh pháp sắc pháp này nữa, có nghĩa là chúng ta không còn những cái, à, cái sự vắng mặt, à, của bốn cái quan nghi này, và cái sự vắng mặt, à, của vô minh ái thủ hành nghiệp đó, thì coi như là lúc đó vắng mặt hai đế này là thì nó thuộc về diệt đế rồi, à, nó thuộc về diệt đế rồi quý vị. Vậy thì cái tâm mà đang quán đó, à, cái tâm đang quán á, thì nó thuộc về cái thuộc về đạo đế, à, nó thuộc về đạo đế. Tại vì lúc này là chúng ta, à, do có chánh kiến chánh tư duy, à, chúng ta mới, à, suy tư, chúng ta mới quán, à, về, à, những cái đối tượng này đó. Lúc đó là thì cái con đường này á, à, là cái con đường mà làm cho, à, những cái vị tỳ kheo, à, mà tu tập, à, để mà thấy được, à, cái điều này, à, thì mới chứng đắc được, à, đạo quả đó. Thì ở đây á, quý vị thấy rằng ngày xưa á, nếu mà nói về, à, ở trong thời Đức Phật á, à, là quý vị biết là ai là cái người mà tu tập, à, về tứ quan nghi này nhiều, quý vị ai là cái người tu tập về tứ quan nghi này nhiều? Ngài Ananda, à, ngài Ananda đó, ngài Ananda đó là quý vị biết rằng á, ở trong cái mùa hạ đầu tiên thôi, à, cái mùa hạ đầu tiên thôi là cái, chúng tôi nhớ để coi, ở trong kinh nói là ở trong cái hạ đầu tiên của Đức Phật, à, sau cái hạ đầu tiên của Đức Phật á, là lúc đó đó là Đức Phật đã, à, đã về cái thành, à, Ca Bỉ La Vách Thú đó, à, lúc đó là để tế độ cho sáu vị hoàng tử, à, ở trong cái dòng tộc Sắc Giá đó.
Thì ở trong đó đó có ngài Ananda. Mà quý vị biết rằng khi mà ngài Ananda đó, ngài xuất gia rồi đó, ngài xuất gia rồi đó, ngài đi theo Đức Phật xuất gia rồi đó, thì ngài học cái đề tài này, ngài học về cái đề tài thiền quán mà do Đức Phật dạy, rồi ngài hành xuyên suốt trong một cái mùa an cư. Mà lúc đó đó ngài Ananda đó, ngài đắc được thiền chỉ và thiền quán luôn. Ngài đắc được thiền chỉ và thiền quán luôn. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh á, là nói về ngài á, thì thật sự ra đó là cái sự thiện xảo của ngài á, là do là ngài đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ rồi, nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ rồi, thành ra đến cái thời hiện tại này đó, ngài tu tập có một mùa hạ thôi mà ngài đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, mà có thần thông luôn nhớ quý vị, có thần thông luôn. Mà ngài Ananda đó là quý vị biết đó, là coi như là ngài là một cái vị mà đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Mà đã Tu Đà Hoàn của ngài đó là quý vị biết đó, là coi như là đạt đến tứ tệ phân tích luôn, chúng ta nên nhớ ở trong đối với phàm phu của chúng ta đó thì không có ai có tứ tệ phân tích nhưng mà từ các bậc thánh trở lên, thường thường chúng ta nghe nói đắc được đạo quả A La Hán, tứ tệ phân tích như vậy. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này là một cái trường hợp đặc biệt. Ngài Ananda trong cái lúc đó ngài đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà có luôn tứ tệ phân tích luôn đó. Thì ở trong chú giải mới nói rằng là do ngài Ananda đã tạo cái phước báo rất là nhiều ở trong quá khứ và ngay trong hiện tại luôn. Một người một cái vị mà quý vị biết mà muốn đắc được tứ tệ phân tích là quý vị biết là cái vị đó là coi như là phải có năm cái nhân. Thứ nhất là cái vị đó là phải chứng đắc ít nhất là một trong bốn cái tầng đạo quả. Một trong bốn tầng đạo quả có nghĩa là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn đó. Đó, cái nhân đầu tiên là cái vị đó phải đắc được một trong bốn cái đạo quả đó. Đó, rồi cái nhân thứ hai đó là cái vị đó là phải có nghiên cứu học hỏi tam tạng trong cái giáo pháp của Đức Phật ở trong quá khứ. Có nghiên cứu rồi có học hỏi cái giáo pháp của Đức Phật ở trong quá khứ nha quý vị, chứ không phải là bình thường đâu. Đó, rồi trong cái nhân thứ ba đó là trong khi mà nghiên cứu tam tạng đó thì các cái vị đó phải nghiên cứu tới những cái bản chú giải luôn, mà phải biết được cái ý nghĩa tường tận ở trong tam tạng và chú giải. Đó là cái nhân thứ ba. Rồi cái nhân thứ tư đó là cái vị đó là phải nghe pháp với một cái lòng kính trọng. Cái điều này nó quan trọng như quý vị. Chúng ta nghe pháp với cái tâm mà tôn kính pháp. Chúng ta thấy rằng không, có những con gà, có những con ếch, có những con dơi khi mà nghe pháp không có hiểu gì hết, nhưng mà chỉ có tôn trọng, có cái lòng tôn kính, vậy mà vừa chết cái kiếp đó sanh cõi trời, chết cái kiếp đó sanh cõi trời. Đó, còn đối với ở cái vị mà muốn đắc được tứ tệ phân tích là đối với cái vị đó nghe pháp phải có cái tâm kính trọng, không có nghe pháp bằng một cái tâm mà dễ vui hoặc là cẩu thả. Đó là cái nhân thứ tư. Cái nhân thứ năm là coi như là cái vị đó phải thực hành thiền chỉ, thiền quán, vipassana mà cho đến hành xả trí, sankharupekkhañana hành xả trí ở trong giáo pháp của Đức Phật quá khứ. Đó, thì quý vị thấy rằng đối với trường hợp của ngài Ananda đã đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, xà thủ
tự em mình tự em mình hay quá ha. Xa thú à. Đó quý vị biết đó. Đối với vậy thì trong cái trường hợp này á, là chúng ta thấy rằng năm cái nhân mà để cái vị đó mà đắc được mà tứ tuệ phân tích thì coi như là quý vị thấy rằng là chỉ có một cái nhân đầu á, là ở trong hiện tại thôi. Có nghĩa là hiện tại cái vị đó ở trong cái kiếp này, vị đó phải chứng đắc ít nhất là một trong bốn tầng đạo quả đó. Còn bốn cái nhân mà còn lại đó, học hỏi nghiên cứu rồi nghe pháp với lòng kính trọng rồi rồi tu tập thiền chỉ thiền quán cho đến hành xả trí đồ này kia, đó là những cái nhân đó ở trong quá khứ đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với Ngài Ananda đó là ngài tu tập về tứ quan nghi, ngài tu tập về tứ quan nghi, mà quý vị biết đó, chẳng những mà ngài tu tập về tứ quan nghi đó với Đức Phật, mà khi mà ngài nghe ai mà giảng đến cái phần mà gọi là giảng đến cái phần mà niệm thân đó, là quý vị thấy rằng là coi như là ngài Ananda cũng đi đến nghe hết. Ngài Ananda đó, ví dụ như trong cái trường hợp đó, mà quý vị thấy rằng đối với tôn giả Bùn Ná đó, khi mà giảng về cái phần mà niệm thân đó, thì coi như là lúc đó ngài Ananda ngài cũng đi đến ngài nghe, ngài đi đến ngài nghe. Mà chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi rất là hoan hỷ với cái đoạn kinh đó quý vị. Cái đoạn kinh đó đó quý vị biết liên quan đến cái hành mà tứ quan nghi này của mình đó, là quý vị biết sao không? Ngài Bùn Ná đó, ngài dùng cái hình ảnh đó, mà ví dụ về cái tấm gương, cái tấm kiến đó, ngài nói đó, cái tấm kiến đó khi mà để trước mặt mình á, thì lúc đó đó mình dễ dàng thấy được cái hình ảnh của mình trong đó. Nhưng mà cái hình ảnh trong đó đó, thường thường á, mình cho rằng là cái hình ảnh đó của mình, cái hình ảnh đó của mình. Nhưng mà thật sự ra đó là quý vị biết rằng á, là coi như là không phải là như vậy. Nếu mà nói mà chỉ cái hình ảnh mà ở trong tấm gương á, là cái hình ảnh của mình á, là không phải. Là không phải chỉ có cái hình ảnh ở ngoài này, cái thân này của mình á, thì mới gọi là cái hình ảnh của mình. Tại vì sao quý vị? Tại vì khi mà mình lấy cái tấm gương rồi đó thì sao? Nó đâu có cái hình của mình chiếu vô đâu, nó đâu có hình dáng của mình chiếu vô đâu. Thành ra là cái hình ảnh ở trong gương nó không phải, nó không phải là của mình, nó không phải là của mình. Khi mà người ta dờ cái tấm, người ta di chuyển cái tấm gương nó đi rồi đó, thì cái hình ảnh của mình nó sẽ không còn ở trong cái tấm gương đó nữa. Thì cũng vậy, đối với cái thân này, khi mà mình thực hiện tứ quan nghi, khi mình thực hiện tứ quan nghi đó, thì là do những cái nhân duyên của nó đầy đủ, những cái nhân duyên của nó đầy đủ, thành ra mình thực hiện được cái tứ quan nghi này đó. Mà khi mà nó hết cái nhân duyên rồi á, thì coi như là mình thực hiện được, mình thực hiện được đó. Hồi lúc trước á, chúng tôi đọc qua một lần á, thì mình không hiểu, mình đọc qua một lần mình không hiểu, nhưng mà nhờ nhờ mình coi ở trong bài kinh này, coi ở trong bài kinh kia đó, thì lúc này á, thì mình cảm thấy mình hiểu được, mình hiểu được là tại sao mà ngài dùng cái hình ảnh là cái tấm gương, cái tấm gương để chiếu, cái tấm gương mà quý vị thấy rằng đặt trước mặt mình vậy, thì mình tưởng là cái hình ảnh ở trong tấm gương đó, thì mình tưởng là cái hình đó của mình nó thường, nó sẽ trường tồn ở trong đó. Nhưng mà thật sự ra không có, thật sự ra không có. Khi mà người ta đem cái tấm gương nó đi rồi á, thì cái hình ảnh ở trong tấm gương của mình á, nó cũng mất rồi, nó hết rồi. Tại vì giờ không có chiếu vô, không có chiếu vô ở trong người mình nữa, làm sao mà có cái hình ảnh mình ở trong đó nữa. Đó, thì cũng vậy, đối với cái danh pháp và sắc pháp này, đối với cái thân của chúng ta này, khi mà chúng ta đi đứng được, chúng ta nằm ngồi được, vân vân, là do nó có đầy đủ nhân duyên, nó đầy đủ nhân duyên, thành ra đó là coi như là chúng ta đi đứng nằm ngồi được. Còn nếu mà bây giờ nó hết những cái nhân duyên đó rồi, chất gió nó yếu hơn cái chất đất đồ này kia rồi,
Thì lúc đó hoặc là những cái sắc mà do tâm nó sanh, nó hỏng, nó không có hoạt động nữa, thì lúc đó làm gì mà danh pháp sắc pháp này có thể mà di chuyển được. Đó, thành ra quý vị thấy bây giờ mình so lại, mình coi ở trong cái phần này phần kia, mình so lại thì bây giờ mình mới hiểu được là coi như là tại sao mà dùng cái hình ảnh, cái ví dụ về cái tấm gương đó. Đó, thành ra khi mà đối với cái người mà tu tập á, mình hiểu biết được những cái điều này á, thì lúc bấy giờ á, là quý vị thấy rằng á, mình có chấp vô ngũ uẩn này không? Không có chấp vô, không có chấp vô ngũ uẩn này. Thành ra kế tiếp cái ngài Bùn Ná đó, ngài mới hỏi ngài Ananda, ngài hỏi ngài tôn giả Ananda, đó ngài mới hỏi là sắc này là thường hay là vô thường. Ngài Ananda trả lời bạch, và sắc này là vô thường, thưa tôn giả. Rồi đối với sắc, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi quẩn cũng vậy. Đó, sắc thọ tưởng hành thức vân vân. Khi mà ngài Bùn Ná ngài hỏi bắt đầu, nhưng mà quý vị thấy rằng á, là không phải là ngài ai cũng trả lời như vậy, nhưng mà do cái trí tuệ của ngài Ananda đó, lúc đó là đã thực chứng rồi. Ngài đã thực chứng rồi, thành ra khi mà được hỏi đó là sắc này là thường hay vô thường, ngài Ananda mới trả lời là vô thường, thưa tôn giả. Đó, thì ở trong chú giải á, nói rằng á, đối với tôn giả Ananda đó là đã biết sắc, đã biết sắc chẳng những á, là sắc ở nội thân và sắc ở ngoại thân, tất cả các sắc nó đều là vô thường. Nhưng mà ngài nói bằng cái trí tuệ của ngài, chứ không phải là ngài nói dối. Còn đối với chúng ta đó, thì thật sự ra đó là do chúng ta, giống như là chúng ta nghe ở trong kinh điển, hoặc là chúng ta nghe giảng, rồi khi mà hỏi thì chúng ta cũng trả lời các pháp này là vô thường hay là thường, mình trả lời dạ bạch như là vô thường, nhưng mà không phải do cái trí tuệ của mình sanh lên mà mình biết được, mà là do đâu, là do mình nghe được hoặc là mình biết được bằng cái sự học hỏi của mình mà mình hiểu được. Đó, thành ra mình mới trả lời sắc này là vô thường, thọ này nó là cũng là vô thường, vân vân. Đó, nhưng mà ở đây á, là tại sao mà chúng tôi nói ra những cái điều này quý vị, là nó cũng bắt đầu là khi mà chúng ta tu tập về cái đề mục tứ quay nghi này, đề mục tứ nghe quay nghi này, chúng ta phải biết, chúng ta phải nhớ trước là tâm nó sẽ sanh sắc pháp. Đó, thành ra khi mà tâm của chúng ta nó khởi lên cái ý nghĩ là muốn đi, thì lúc đó là sắc pháp nó sanh lên. Mà ở trong cái bọn sắc nào mà nó sanh lên cũng vậy hết, nó đều có tám sắc bất ly ở trong đó. Mà tám sắc bất ly ở trong đó thì nó có cái gì? Đất, nước, lửa, gió. Chính là cái chất gió là cái chất mà nó sẽ làm thay đổi, nó sẽ di chuyển cái thân thể của chúng ta. Đó, rồi vậy thì những cái sắc này á, là tại sao nó sanh lên vị? Là có khi là do tâm nó sanh sắc pháp, có khi là do nghiệp nó sanh sắc pháp. Nhưng mà chung quy lại đó thì nó sẽ nằm ở trong đâu quý vị? Chung quy lại đó thì nó sẽ nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Đó, thì mình biết được những cái điều này đó thì chúng ta mới loại bỏ những cái tà kiến. Những cái tà kiến có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình luôn luôn mình chấp, luôn luôn mình chấp cái thân này của mình, mình chấp rằng đối với cái thân này của mình, ta khỏe, ta chạy nhanh, hoặc là ta đi nhanh, hoặc là ta có cái dáng đi đẹp. Thật sự ra cái dáng đi đẹp của mình là do, cũng do nghiệp ở trong quá khứ thôi. Ở trong quá khứ mình có tạo những cái thiện nghiệp gì đó, bây giờ mình có cái dáng người như vậy, rồi cái dáng đi của mình nó cũng đẹp nữa. Đó, rồi có những người do ở trong quá khứ tạo ra những cái nghiệp bất thiện gì đó, thành ra mình nhìn cái dáng đi của người ta nó cũng xấu, hoặc là cái dáng đi của người ta nó cũng khổ sở. Đó, thành ra đó kế tiếp đó, là lúc đó là chúng ta thấy rằng là đối với cái ngũ uẩn này, hoặc là đối với danh pháp sắc pháp này, dù là
quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, hạ, liệt, cao, thượng, xa, gần gì đó, thì cũng đều mà phân biệt được là nó cũng mang cái tính chất của vô thường, khổ, vô ngã. Đó thì mình thực hành theo cái cách này thì các ngài các vị mà chú giải sư ở trong cái thời cận đại, cái thời sau này đó, các ngài nói là coi như là mình tu tập như vậy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng, ngày năm, nhiều năm, nếu mà mình không có đầy đủ duyên lành, mình không có đủ ba la mật, thì mình tu tập như vậy nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đến một cái lúc nào nó thuần thục á, nó thuần thục á là coi như là nó sẽ phát sanh trí tuệ. Còn nếu mà mình không có đạt đến cái đạo quả ở ngay trong cái hiện tại này đó, ở trong cái cuộc sống hiện tại này á, thì quý vị thấy rằng là coi như là ở trong những cái đời sống sau, mình gặp lại cái giáo pháp này là mình có cái cơ hội để mà mình chứng đắc được đạo quả. Đó, quý vị có nhớ có một lần á, mà ngài Ananda đó, ngài nói với Đức Phật đó, bạch Đức Thế Tôn, mặc dù cái pháp duyên khởi đó nó thật là thâm sâu, nhưng mà đối với cái minh sát trí của con á, nó cũng không đến nỗi thâm sâu. Đó, ngài Ananda, quý vị biết đâu phải là tự nhiên ngài nói với Đức Phật như vậy, đâu phải tự nhiên ngài nói với Đức Phật như vậy quý vị, nhưng mà Đức Phật cũng quở ngài Ananda. Đức Phật cũng quở ngài Ananda quý vị. Đức Phật nói với ngài Ananda đó là chớ có nói như vậy, ngài này Ananda, nếu người nào mà không tuệ tri được duyên khởi của những cái nhân duyên đó, thì không thể nào mà thoát khỏi được cái dòng sanh tử luân hồi. Thì ở trong đó đó, ở trong cái đoạn kinh đó, đó, ở trong chú giải đó, mới nói rằng đó, là quý vị biết sao mà ngài Ananda ngài nói vậy không? Đâu phải tự nhiên ngài nói vậy quý vị. Do ngài đã thuần thục tu tập những cái pháp này ở trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp, từ ở trong những cái vị Phật ở trong quá khứ đó, mà lúc đó chỉ tu tập đến hành xả trí thôi. Đó, thành ra đó, bây giờ đó, đầy đủ duyên lành, ngài Ananda ngài mới nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái giáo pháp duyên khởi này nó thật là thâm sâu như vậy đó, nhưng mà đối với minh sát trí của con á, con thấy nó không đến nỗi thâm sâu như vậy. Đó, thì Đức Phật có vỡ ngài Ananda là không có nên nói như vậy, không có nên nói như vậy, đối với cái giáo pháp duyên khởi này thật là thâm sâu. Đó, nhưng mà ở trong phần chú giải đó mới nói rằng là không phải là ngài Ananda tự nhiên mà nói cái giáo pháp này là dễ, cái giáo pháp duyên khởi này là dễ, không phải là tự nhiên mà ngài nói vậy đâu. Nhưng mà do cái sự tu tập ngài hành về cái tứ quay nghi này, mình nói tứ quay nghi vậy đó, chứ ở trong đó là quán về cái danh pháp và sắc pháp rất là nhiều, từ cái sự chuyển động của thân, cái vị mà tu tập quán thấy do cái tâm của mình nó khởi lên như vậy, rồi những cái sắc pháp nó sanh, rồi ở trong những cái sắc pháp đó nó có những cái chất nào nó sẽ di chuyển cái thân danh pháp sắc pháp này. Đó là do các vị quán thấy được cái điều này một cách rõ ràng, thành ra những cái vị này mới có cái cơ hội đắc được đạo quả. Còn đối với ngài Ananda thì trong cái câu chuyện đó, trong cái giai thoại đó, thì không phải là tự nhiên ngài Ananda ngài nói lên một cái câu như vậy, không phải là tự nhiên mà ngài nói lên một cái câu như vậy đâu, mà ở trong chú giải nói rằng là do ngài thực hành nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra bây giờ đó, là ngài nói với Đức Phật là một cái cách là cũng như là thực sự là mình thấy như vậy, thật sự là mình thấy như vậy, thành ra mới nói với Đức Phật, chứ không phải là ngài ngài có một cái sự tự cao, hoặc là không phải là ngài nói theo một cái cách mà nói giống đó. Thì bởi vậy thì chúng tôi kể ra cái giai thoại này để cho quý vị biết rằng là đối với chúng ta nghe được những cái điều này, hoặc là chúng ta nghe được những cái điều này thì chúng ta không có đắc được đạo quả gì hết.
à, hoặc là chúng ta thực hành chúng ta không có đắc được đạo quả, nhưng mà chúng tôi bảo đảm quý vị là chúng ta cũng có một cái cảm giác mình rất là hạnh phúc, là mình có một cái cảm giác mình rất là hạnh phúc. Từ ngày sắp tới mà khi mà mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, thì nếu mà lúc mà mình tu tập á, thì mình sẽ nhìn lại cái tâm của mình, mình biết được là do đúng rồi, do cái tâm của mình nó khởi lên, cái ý muốn đi hay là muốn nằm xuống hay là muốn ngồi vân vân, mà ở trong cái sự học của mình thì mình biết tâm mà nó khởi lên đó, thì nó sanh lên những cái bọn sắc pháp, có những cái sắc mà do tâm sanh đó. Rồi thì những cái bọn sắc pháp đó thì ở trong đó có tám sắc bất ly, mà tám sắc bất ly thì trong cái trường hợp này nó nổi trội nhất là cái chất gió, nó sẽ lây chuyển cái thân của mình, lao tới trước hay là cắt ngang mà để mà mình ngồi xuống, hoặc là cắt ngang để mà mình từ tư thế nằm mà mình đứng dậy, vân vân. Mình hiểu được những cái điều đó đó, tuy rằng mình chưa có thấy được bằng một cái trí tuệ sâu sắc như các ngài mà thấy danh pháp sắc pháp, hoặc là thấy luôn tám sắc bất ly nó sân khởi như vậy, nhưng mà mình biết được bằng một cái pháp học mà chúng tôi nghĩ rằng mình cũng rất là hạnh phúc khi mà mình biết được những cái điều này rồi. Thì khi mà mình có cái tâm quan hỷ như vậy đó, thì quý vị thấy rằng chúng ta nhớ lại, quay lại ở trong cái thiền định đó, là chúng ta có cái sát na định, quý vị. Chúng ta có cái sát na định, thì chính nhờ mà khi mà chúng ta quán những cái điều này nè, thì đối với cái tà kiến nó ngăn chặn được cái lúc đó, cái tà kiến nó ngăn chặn được lúc đó, trong cái lúc đó, tại vì mình cái sát na định nó sanh lên rồi, hoặc là những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà tinh tấn vân vân, nó sẽ ngăn ngừa được là do chúng ta đang quán, chúng ta đang suy tư về những cái điều này. Nếu mà chúng ta thật sự chúng ta suy tư về những cái điều này đó, thì lúc đó tâm của chúng ta nó đâu có suy nghĩ ra cái gì ở bên ngoài. Thì quý vị thấy rằng một khải móng tay thì triệu triệu sát na sanh nghiệp, thì lúc đó quý vị có triệu triệu sát na mà sát na thiện, mà sát na thiện này đó thì nó nằm ở trong cái phần mà cận định đó, sát na định nữa. Thành ra đó chúng ta tạo rất là nhiều cái thiện pháp. Do vậy mà quý vị thấy rằng là những ai mà tu tập về thiền chỉ, thiền quán, thành ra cái phước của người ta, cái phước của người ta với cái trí tuệ của người ta, nó phát sanh một cách rất là lớn, hơn những cái phước khác. Đó là do chúng ta lúc đó chúng ta không có bị phát sanh lên những cái tư tưởng, thí dụ như tà kiến, tà tư duy, tà niệm, tà định, tà tinh tấn rồi đó. Nó thành ra lúc đó cái sát na thiện của chúng ta nó phát sanh lên mà một cách là thuần thiện, thành ra cái phước báo của chúng ta nó lớn đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái đề mục mà quán về tứ quay nghi này đó, thì chúng ta tu tập với một cái căn bản như vậy. Nếu mà chúng ta cứ tu tập như vậy á, thì coi như là chúng ta có cái hành trang, hoặc là chúng ta có cái kiến thức này, để nó sẽ dính theo mình ở trong đời này và những cái đời sau. Khi nào mà chúng ta đủ duyên lành thì chúng ta đắc được đạo quả thôi. Còn đỡ hơn là chúng ta không biết, đỡ hơn chúng ta không biết gì về cái tứ quay nghi này. Thành ra ở trong cái đề tài tứ quay nghi này đó, hôm nay chúng tôi xin trình bày đến đây, xin được kết thúc. Kỳ sau thì đến phần khi mà chúng ta quán xét tỉnh giác, khi đi tới đi lui, khi mà những cái đại quay nghi, tiểu quay nghi, chúng ta cũng phải có sự chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thì kết thúc cái buổi học này với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương càng các bà, ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh mặt phước mai, chư thiên chúa nhân dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong quý ngài quý vị hưởng được phút này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giả. Dạ, sa thủ, sa thủ.
Chúng con kính tri ân Đại Đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính chân mít đến sư.